con nữa. Biển Đầu Sơn đông nghẹt. Cái biển này trong trong à ha. Ồ, sóng lớn. Ủa sao cái dù đó nó chạy đâu rồi không thấy trời. Dừng rồi. Trời ơi, nãy mình quay phim nghe cái dù đó đẹp gì đâu mà tự nhiên đâu mất tiêu. Đâu quay cả xuống mẹ rồi. Hồi nó có chạy ngang nữa không? Có người đi nó mới chạy. Mình lỡ mình đi đi tao, mình đi chịu ơi. Đi. Chưa cảm giác mạnh bữa đi. Lái thôi. Hả? Chơi không? Chỉ mất đi chá. Đủ đâu 200-300. Phải gây ghẻ đi. Nó không dùng nó phát đi. Đó, biển chiều đông thế này. Bơi xa nguy hiểm. Hả? Không ai dám bơi xa, chứ bơi xa nguy hiểm. Thầy biết bơi không? Không có bơi thật tắm biển. Con đu trời ơi, biết bơi không vậy?